áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì, vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjack. Ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần dự án Project của các em lớp 6, bài số 4 với chủ đề là khu phố của tôi, My Neighborhood. Và ở phần dự án lần này thì chúng ta sẽ tự thiết kế một bản đồ của chúng mình, My Map, với yêu cầu của bài số 1 như sau. Draw a map of a neighborhood. Write name of at least 5 places on your map. Là hãy vẽ một bản đồ của một khu phố, viết tên của ít nhất 5 địa điểm trong bản đồ của mình. Và yêu cầu số 2, work in pairs, làm việc theo các cặp. Take turn to ask for and give directions to the places on the map. Là lần lượt hỏi và hỏi và chỉ đường, đúng không? Hỏi đường và chỉ đường tới những địa điểm ở trên bản đồ. Chúng ta thấy ở đây là có một cái bản đồ mẫu này, mới đang có 3 địa điểm thôi, đúng không? Địa điểm đầu tiên thì sẽ là my home. Địa điểm thứ hai thì đây sẽ là kindergarten, là trường mẫu giáo. Kindergarten. Và cuối cùng thì ở góc bên dưới này thì sẽ chính là my school, ngôi trường của tớ. Và chúng ta có thể vẽ một vài những cái địa điểm khác, như là chúng ta có thể vẽ thêm ở đây là hospital, đúng không? Là bệnh viện. Còn ở chỗ này thì cô có thể vẽ thêm một cái, đó chính là nhà hàng. Restaurant. Và cô sẽ nối những cái này theo cái đường như sau nhé. Đường từ nhà này. Đây sẽ là bệnh viện rồi này. Và nó sẽ có một cái ngã tư ở đây đi. Nó sẽ có một lối rẽ ở đây. Để tôi nhá. Để có thể tới trường mầm non này. Và sau đó ở đây thì sẽ là có một lối rẽ để tới nhà hàng. Và ở đây thì sẽ là đến trường. Đến trường này sẽ có thể có hai cách. Một là đi qua thư viện, hai là đến cái chỗ ngã tư này. Thì đây sẽ là một cái bản đồ cô tự vẽ dựa vào những cái nơi ở trong sách. Và ở đây thì với đấy là sau khi mà cô vẽ xong thì cô sẽ là làm theo các nhóm, đúng không, để hỏi và chỉ đường. Thì chúng ta sẽ có những cái cách chỉ đường như thế nào, cách hỏi đường như thế nào, thì cô sẽ viết ở đây giúp chúng mình nhá. Cô sẽ giúp chúng mình là hỏi và chỉ đường theo cái bản đồ này, gợi ý để chúng ta có thể làm thôi. Ví dụ bạn A là bạn sẽ hỏi đường, thì chúng ta sẽ có là đầu tiên trước khi hỏi đường thì đều sẽ phải là làm ơn, xin lỗi nhưng mà cho cháu hỏi một chút, đúng không? Excuse me. Và sau đó là có thể cho tớ biết. Could you tell me the way to the kindergarten? Tới trường mẫu giáo được không? Kindergarten. Please. Thì đây là khi mà mình hỏi một người lạ nhá. Nhưng ví dụ là, nhưng mà chúng ta sẽ phải bảo là chúng ta đang ở đâu, đúng không? Ví dụ như là chúng ta đang ở trường. My school. I am at my school. Đang ở trường. Đây là trong tình huống là ở trường nhá. Thì bạn B, bạn ý sẽ trả lời từ trường tới nhà mẫu giáo, đến trường mẫu giáo thì sẽ phải làm đầu tiên là đi thẳng, đúng không? Đi thẳng đi qua cái chỗ ngã tư. Đi qua ngã tư và sau đó rẽ tay phải, đúng không? Rẽ ở ngã rẽ thứ hai bên tay phải và đi thẳng thì sẽ đến trường mẫu giáo thì sẽ ở trước mặt. Vậy chúng ta sẽ trả lời rằng là first, đầu tiên thì phải ra khỏi trường đã. First, go out of the school. Ra khỏi trường này.
và sau đó thì rẽ vào cái ngã rẽ thứ hai đúng không? Bên tay phải. Take the second turn. Take the second turning. Chứ cũng không cần phải kể rằng là băng qua ngã tư rồi rẽ phải, mà chỉ cần nói rằng là rẽ vào cái ngã rẽ thứ hai là được. Take the second turning on the right. Và sau đó thì cứ đi thẳng đúng không? Go straight. Go straight. Và nó thì ở trước mặt. It is in front of you. Thì đó sẽ là cách chúng ta chỉ từ trường tới tới trường mẫu giáo. In front of you. Vậy ví dụ như là bây giờ từ trường mẫu giáo muốn đến từ trường mẫu giáo về nhà đúng không? Thì sẽ là chỉ đi thẳng thôi là về. Go straight and you can come to your home. Hoặc là ví dụ bây giờ là cô sẽ ở trường tới nhá, sorry, từ nhà tới trường nhá. Thì sẽ hỏi mẹ. Chúng ta có thể hỏi mẹ. Mommy. Sẽ đóng vai một người là mẹ, một người là con đúng không? Can you show me the way? Mẹ có thể cho con biết đường tới trường được không? Can you show me the way? Khi mà cái show me the way này là khi chúng ta đang cầm bản đồ nhá. Show me the way to my school. Mẹ có thể cho con biết đường đến trường của con được không? Nghĩa là chúng ta đang ở nhà. Để đến trường thì chúng ta sẽ chỉ như thế nào đây? Từ nhà đến trường thì sẽ là đầu tiên là đi thẳng đúng không? Và đi qua bệnh viện này, hoặc là đi thẳng và rẽ vào cái ngã rẽ thứ ở hai bên tay trái là được. Take the second turning, ngã rẽ và ngã rẽ thứ hai bên tay trái. Turning on the left, bên tay trái. Ngã rẽ và ngã rẽ thứ hai bên tay trái, và bên cạnh đó thì phải đi thẳng nữa đúng không? Phải đi thêm một đoạn nữa. Đi thêm một đoạn nữa và nó thì sẽ là ở trước mặt luôn cũng được đúng không? Go along the street, đi dọc theo con đường đó. For 5 minutes, khoảng đi dọc khoảng tầm 5 phút và nó đi sẽ ở trước mặt. It is in front of you. Thì đó sẽ là cách từ nhà đến trường này. Vậy từ nhà đến bệnh viện thì sao? Chúng ta sẽ có là Mommy. Can you tell me the way? Can you tell me the way to the hospital? Mẹ có thể chỉ cho con đường tới bệnh viện được không? Can you tell me the way to the hospital? Và sẽ thêm từ please nữa nhé. Please. Và ở đây cũng sẽ là từ nhà đến viện, hospital. Vậy ở đây chúng ta sẽ chỉ đường rằng là vẫn là đi thẳng đúng không? Băng qua đi thẳng này, và nhớ là đi qua cái ngã, đi qua cái con đường này đã đúng không? Chứ không phải là rẽ. Bỏ đi qua cái ngã rẽ này và đi thêm tầm khoảng thêm tầm 3 phút nữa thì bệnh viện sẽ là ở bên tay phải. Go straight. This street, đi dọc theo con đường này. Pass the turning, đi qua cái lối rẽ chứ không rẽ đúng không? Pass the turning and continue walking, vẫn tiếp tục đi này. It is on your right, đúng không? Nó bên tay phải của con. Hoặc bây giờ chúng ta có thể là chỉ tới nhà hàng. Chỉ tới nhà hàng nhá. Và ok. Nhưng mà ở đây cô đều đang để nó là ở bên đều đi thẳng đúng không? Thì cô có thể dịch một chút nhà hàng ra đây một chút để cho nó ở bên tay trái, bên tay phải cũng được. Vậy ở đây ví dụ như là chúng ta từ nhà đến nhà hàng thì sẽ như thế nào? Can you tell me the way? Hoặc là could you tell me the way? Can you tell me the way?
the way to the restaurant, đến nhà hàng. Mẹ có thể chỉ cho con đường tới nhà hàng được không? Please. Và bây giờ thì sẽ là đi ra khỏi nhà này, rẽ vào cái lối rẽ đầu tiên, đúng không? Và ở đây thì sẽ là rẽ vào cái lối rẽ đầu tiên bên tay trái và băng qua đường này, đúng không? Băng qua đường, băng qua cái ngã tư và nhà hàng ở đây thì nó sẽ ở bên tay phải của con. Thì sẽ là đầu tiên go out of our house, ra khỏi nhà này. Và sau đó take the first turning on your left, on the left. Rẽ vào cái lối rẽ đầu tiên bên tay trái, đúng không? Bên tay trái là ra đây này, và đi qua cái ngã tư, cross the road và đi thẳng cho tới khi nhìn thấy cái nhà hàng ở bên tay phải, until you see the restaurant on your right. Đó sẽ là cách chúng ta chỉ đường trong năm cái địa điểm này. Và chúng ta sẽ có thể là tham khảo giúp cô nhé. Đây chỉ là cái cách triển khai thôi, bởi vì là chúng ta sẽ vẽ những cái bản đồ khác nhau mà. Miễn là chúng ta có thể dùng những cái cấu trúc để hỏi đường, như là could you tell me, can you tell me the way to, hoặc là where is, cộng với cái địa điểm đó là được. Và sử dụng những cái cấu trúc để chỉ đường, như là turn left, rẽ bên trái, turn right, rẽ bên phải, go straight, đi thẳng, hoặc là take the second turning on the right, rẽ vào cái lối rẽ thứ hai bên tay phải. Take the first turning on the left, rẽ vào lối rẽ đầu tiên bên tay trái. Hoặc là go past, đúng không? Là đi qua cái địa điểm nào đó. Đó sẽ là cái những cái cách chúng ta chỉ đường. Và chúng ta sẽ vận dụng những cái cách đó để sẽ là nhìn vào cái bản đồ của mình và chỉ đường nhá. Đây sẽ chỉ là gợi ý của cô dựa trên bản đồ của cô thôi. Và bây giờ, sau khi hoàn thành xong phần dự án thì chúng ta có một phần là tự đánh giá. Now I can use the words to name places in a neighborhood. Là bây giờ thì tôi có thể sử dụng các từ vựng để gọi, để chỉ những cái địa điểm ở trong khu phố, một khu phố nào đó. Ví dụ là hospital thì sẽ là bệnh viện này, restaurant thì sẽ là nhà hàng, market thì sẽ là chợ. Thì đó sẽ là những cái names, sẽ là places in a neighborhood. Now I can pronounce the sounds E and E correctly. Và bây giờ thì tôi có thể phát âm âm E và E một cách chính xác. Tiếp theo, now I can compare to people or things using comparative adjectives. Và bây giờ thì tôi có thể là so sánh hai người hoặc là hai vật sử dụng tính từ so sánh hơn. And the next one we have, now I can ask for and give direction. Bây giờ thì tôi có thể hỏi cũng như là hỏi nhờ, hỏi đường cũng như là chỉ đường. The next one, now I can read about a neighborhood. Bây giờ thì tôi có thể đọc thông tin về một khu phố. And talk about a neighborhood, nói về một khu phố. Listening about a neighborhood, nghe về một khu phố. Và cuối cùng, now I can write a paragraph to describe a neighborhood. Và tôi có thể viết một đoạn văn để miêu tả một khu phố. Thì đó sẽ là những cái kiến thức chúng ta đã học được ở bài số 4 với chủ đề là khu phố của tôi, My Neighborhood. Và cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ Việt Jack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.